rồi. Thì hôm nay chị Nhung sẽ review những cái món hàng mới để chuẩn bị cho ngày khai trương nè. Các em cùng xem với chị Nhung nha. Ok, và đầu tiên là mẫu jam bánh Oreo. Cái loại bánh này chị Nhung đã nhập về 2 lần rồi. Và các bạn đã mua rất là nhiều nên là bây giờ chị Nhung nhập về nữa nè các em ơi. Vẫn có giá là 10.000 ba cái nha. Rất là dễ thương luôn. Và tiếp theo đây là một loại jam mặt mèo trong một cái bộ phim hoạt hình nào đó rất nổi tiếng luôn mà chị Nhung không biết tên là cái gì hết. Nên là nếu như bạn nào biết thì hãy comment bên dưới cho chị Nhung biết nha. Đây, và giá của em nó là 10.000 hai em nè. Rất là dễ thương luôn. Nước ngọt đây, nước ngọt đây. Mà vô, mà vô. Chỉ có 5k một chai thôi. Quá rẻ bà con của bác ơi. Các em ơi, chị Nhung. Chị Nhung cũng đã về thêm chai nước ngọt nữa nè. Mà kỳ này nước ngọt chị Nhung thấy rất là đẹp luôn. Cái màu sắc cũng rất là đẹp và bóng nữa. Nên là bên chị cũng sẽ phân ra bán 10.000 hai chai nha. Wow, hấp dẫn quá các em ơi, nhanh tay nhé. Và tiếp theo bên chị Nhung đã nhập về thêm cá unicorn. Chị này có thêm hai màu mới nữa nha các em, đó là màu xanh và màu hồng. Và giá vẫn nguyên vẹn là 10.000 hai em. Các em nhanh tay nhé. Rất là dễ thương luôn. Đây là gấu panda, chị Nhung nghĩ là các bạn nhỏ sẽ rất là thích cái loại jam này. Đây là một loại gấu panda ôm kem. Và bên chị Nhung cũng sẽ bán 10.000 hai em như thế này luôn. Rất là rẻ phải không các em? Các em nhanh tay lên nha. Và tiếp theo đây cũng là một loại gấu panda, nhưng mà khác hơn cái là hồi nãy ôm kem, còn loại này thì ôm dâu. Wow, rất là dễ thương luôn. Chị Nhung thấy cái loại nào cũng đẹp hết. Còn các em thì sao? Hãy chọn cho mình một cái loại gấu panda mà mình yêu thích nhé. Cũng là 10.000 hai em luôn. Và kỳ này chị Nhung nhập về nguyên một cái series luôn các em ơi. Tiếp theo là gấu panda ôm dưa hấu. Wow, rất là đẹp luôn. Và cũng có giá y chang như vậy là 10.000 hai con nha. Nhanh tay nào. Yeah. Và tiếp theo đây là một loại jam mà hình như là trái bí các em. Hôm qua chị Nhung nghe Thiên Thư nấu mà chị Nhung quên cái tên rồi. Mà không biết là bạn ấy nói có đúng hay không nữa. Nếu như bạn nào biết được thì hãy comment bên dưới để chị Nhung nha. Chị Nhung không có biết cái này là jam gì luôn á. Nhưng mà nhìn rất là lạ và xinh nè. Và jam này cũng có giá là 10.000 hai em luôn. Và kỳ này bên chị Nhung cũng có về thêm ngôi nhà Halloween nữa nha các em. Và sắp tới Halloween rồi nên là đây cũng là chủ đề rất là ăn ý đây. Và giá của em nó là 10.000 hai cái nha, rất là rẻ luôn. Wow, các em ơi, các em nhìn cái này các em có biết là cái gì không? Rất là sợ đúng không nè. Đây là một loại bánh cupcake mà dành cho ngày Halloween đó các em. Ở trên có một cái con dơi màu đen này, nhìn sợ quá luôn á. Và giá của em này là 10.000 hai cái luôn nha. Nếu như bạn nào thích thì hãy đặt mua nha, rất là hiếm luôn á. Và tiếp theo đây là một loại kem mặt cười đội dâu. Wow, rất là dễ thương nè các em. Thấy rất là nhiều màu sắc luôn nha. Và chị Nhung bán giá em này là 10.000 hai cây. Rất là đẹp luôn. Chị Nhung sẽ phân ra như thế này và bán. Rất là đẹp ha. Và đây là một loại jam mèo trắng. Rất là dễ thương. Chị Nhung nhìn như con hổ vậy đó. Nhìn cái màu giống như con hổ mà cũng không phải em ơi. Đây là một loại mèo trắng giống như là mèo phục vụ vậy đó. Chị Nhung thấy có cái nơ ở đây nè. Và giá em này cũng là 10.000 hai em luôn nha. Đây. Rất là dễ thương. Tiếp theo đây là một loại bánh khúc hình mèo Hello Kitty. Ở trên thì chị Nhung thấy có trang trí những cái trái dâu này cũng rất là dễ thương. Này các em thể nhìn thấy này, cái mặt mèo Hello Kitty này ha. Và cái jam này có giá là 10.000 hai cái luôn nha. Rất là đẹp và to luôn á các em. Và đây là một loại jam trái tim rất là to luôn. Bên chị Nhung sẽ bán là 10.000 hai trái. Chị Nhung nghĩ mà nếu trái tim này sẽ rất là hợp cho cái ngày 14 tháng 2. Nhưng mà ngày 14 tháng 2 qua rồi. Nhưng mà không sao đâu, tại vì nó rất là đẹp nè các em. Và tiếp theo cũng là một loại trái tim. Nhưng mà trái tim này thì có ánh kim tuyến ở bên trong. Rất là đẹp luôn. Và có giá là 10.000 ba trái luôn này các em ơi. Rất là rẻ ha.
Đây là trái tim đủ màu luôn. Đó, cánh kim tím bên trong rất là đẹp luôn. Và tiếp theo cũng là một loại trái tim nữa, tình yêu ngập nhà luôn rồi các em ơi. Nếu mà các em muốn thể hiện tình yêu thì hãy làm một cái slam gì đó mà để trái tim này vào nha. Và em này có giá là 10.000 ba cái, rất là rẻ luôn. Thật sự là cái cham này rất là bóng, chị Dung thấy rất là bóng luôn và đẹp nữa, dễ thương luôn. Ok, vậy là cuối cùng chị Nhung cũng đã review hết tất cả những cái cham mới cho các em xem rồi. Và các em ơi, các em có biết là tại sao chị Nhung nhập về rất là nhiều cham không? Lý do là khi mà các em làm slam thì một cái nguyên liệu chính không thể thiếu được đó là cham, để trang trí thêm cho cái phần lam thêm đẹp và hấp dẫn hơn. Nên là chị Nhung về cham rất là nhiều. Và thêm nữa là hôm nay chị Nhung cũng sẽ hướng dẫn các em cách đổi mật khẩu cho cái kép sắt của chúng ta nha. Đây là một cái kép sắt của bé Destin. Và chị Nhung cũng khoe luôn là chị Nhung đã về thêm được cái mẫu két sắt hình này rồi. Và các em có nhớ là cái két sắt này là của bạn Thiên Thư đã bị chị Anh Thư lấy không? Rất là đẹp luôn, và các bạn đã đặt chị Nhung rất là nhiều cái mẫu này, nên là hôm nay shop đã về nữa rồi nha. Đây, và nó có thêm một màu nữa là màu đỏ, rất là đẹp luôn. Thôi không nói nhiều nữa đâu, chị Nhung sẽ hướng dẫn các em nhanh cái phần mà đổi mật khẩu cho cái két sắt của mình. Và việc đầu tiên thì các em có biết là khi mà chúng ta mở ra thì cái số mặc định là 4 số 0 đúng không nè. Bây giờ chị Nhung sẽ mở ra nha. 4 số 0, 2, 3, 4. Ủa? À, chết rồi. Hồi nãy là chị Nhung đã thử, chị Nhung đổi mật khẩu rồi, nên là bây giờ cái này không thể nào bấm 4 số 0 được. Chị Nhung sẽ bấm cái số mật khẩu mà hồi nãy chị Nhung đã cài rồi, đó là 2, 4, 3, 7. Đó, đúng không? Chúng ta sẽ mở ra. Và nếu như các em muốn mà thay đổi cái số mặc định này thì các em sẽ mở ra và các em cứ giữ cái nút sao thế này, bấm vào nút sao này và các em sẽ đổi cái mật khẩu mà chúng ta cần đổi. Ví dụ như bây giờ chị Nhung nói cho dễ nhớ là 1, 2, 3, 4, và các em sẽ kết thúc bằng phím thăng. Rồi, chúng ta sẽ đóng nắp lại nha. Yeah, và bây giờ chúng ta sẽ mở ra thử nè. 1, 2, 3, 4. Đó, thấy không, các em thấy không, rất là đơn giản luôn. Đó, đây là tiền của bé Destin đã cho vào đây, rất là đơn giản. Ok, vậy là video của chị Nhung đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chị Nhung hy vọng là các em sẽ yêu thích cái video này. Và đừng quên cho chị Nhung một cái like thật bự để ủng hộ chị Nhung ra thêm nhiều video clip mới nữa nha. Và chắc chắn một điều là chị Nhung sẽ quay cái shop mới và hướng dẫn các em đường đi đến shop. Bye bye và hẹn gặp lại các em. Chị Nhung Love You.